Sáng ngày 26 tháng 8, Công an Quỷ Phú tổ chức lễ ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 2 tháng 9 và khai giảng năm học mới 2024-2025. Tham dự lễ ra quân có ông Trần Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quỷ Phú. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông những ngày nghỉ lễ 2 tháng 9 và khai giảng năm học mới 2024-2025 trên địa bàn huyện, lực lượng công an huyện duy trì nghiêm chế độ trực trong các ngày lễ, thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đồng thời huy động tối đa lực lượng, phương tiện, đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo tuyệt đối an toàn dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, ngày khai giảng năm học mới và các sự kiện quan trọng dịp cuối năm 2024. Ngay sau buổi lễ, hơn 70 cán bộ, chiến sĩ công an cùng học sinh đã tham gia diễu hành qua các tuyến đường trên địa bàn thị trấn A Phú. Qua đây, lãnh đạo công an huyện kêu gọi, tuyên truyền, vận động nhân dân, chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông, nâng cao tinh thần cảnh giác, tố giác các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, chung tay đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.